Sao nữa, không nhanh mình sẽ thành kẻ chậm chân. Bây giờ đành chậm thì cũng có ích gì. Cô cứ đi không thì bảo. Chỉ tại ông thôi, đời này kiếp này tôi thù ông. Tôi thù ông. Đủ điên. Anh cần gì? Anh muốn gì? Tôi muốn đi tù. Cái gì? Anh nói cái gì? Tôi xin đầu thú. Tôi ở Lăng Kinh. Ông đã nhận được thông báo lịch làm việc của tổ công tác huyện. Vâng. Ông biết anh Đài nhà báo. Tôi muốn chúng ta làm việc thật khách quan, nên mời anh Đài cùng làm việc. Ý anh khách quan là thế nào? Là chúng ta sẽ rất thẳng thắn trong tất cả mọi việc. Tùy các anh. Bác ạ. Cái thằng đến đây. Chú ạ. Chú ạ. Các anh trông coi trụ sở, không được cho ai vào trong khi tôi đang làm việc với tổ công tác. Rõ. Đi. Rõ. Dạ. Đi. Gì á? Lo chá nó cho anh cái đẩy gì rồi. Này. Bác Quỳnh có bảo gì nhỉ? Ừ nhỉ. Nháy mắt một cái. Thánh họ. À, để ta đi hỏi ông Khiên. Ông ấy biết đấy. Ừ. Biết ngay lại Phú Lĩnh mà. Cái gì? Nó lỉnh đâu ấy? Chắc bộ chỗ con Lư. Cha ông đã biết tin giám đốc công ty Sơn Phần bị khởi tố bị can và đã bị bắt tạm giam. Tôi có biết, nhưng không quan trọng đối với tôi. Quan trọng chứ, bởi điều đó liên quan tới ông. Nếu anh không cất những thứ quỷ quái đi, tôi sẽ không tiếp tục làm việc. Nếu ông không muốn thì thôi. Nói chung, tôi không muốn gặp anh chút nào. Bần cùng bất đắc dĩ mới phải thế này. Chúng ta đang nói chuyện về ông Phần. Tôi nói rồi, điều đó không liên quan đến tôi. Có đấy ông Khuấy ạ. Một khi đổ bể vụ Sơn Phần, tất nhiên cơ quan điều tra sẽ tìm thấy những gì cần tìm. Vậy cứ để cơ quan điều tra tìm. Cần gì các anh phải nhọc công. Các anh chỉ cần thanh tra những gì trong phạm vi của mình, làm những việc không phải của mình, chưa chắc đã tốt. Ông có lý. Vậy tôi đã hết nghĩa vụ tiếp tổ công tác chưa? Mới chỉ bắt đầu thôi mà ông Khuấy. Rõ ràng là chú Khuấy ra hiệu như thế. Thế nhưng hiệu đấy là cái gì thì đến tài thánh cũng không đoán ra được. Tổ công tác đi mấy người? Hai. Có cả thằng Đài nhà báo nữa. Lạ nhỉ. Lại có cả nhà báo nữa. Chắc là moi chuyện đất cát. Moi cái gì nữa? Đất cát họ tịch thu rồi. Bây giờ chỉ có moi tiền thôi. Thế thì khốn đến nơi rồi. Hay là ông ra hiệu cho mình tới đó? Không chắc đâu. Đúng rồi, ta tới đó đi. Anh nói cả hai đứa ra đầu thú à? Đúng. Anh Bài và chị Đường đã thú nhận và xin hoàn lại toàn bộ số tiền đã tham ô. Tiền nhân chúng nó. Chúng ta đang làm việc, ông Khuấy à. Bây giờ ông cho chúng tôi biết về số tiền chênh lệch ấy. Tiền nào? Tiền hỏa hồng nhận từ Sơn Phần khi bán đất. Ông, Bài và Đương đã chiếm dụng nó. Vu khống. Tôi không biết tiền nào hết. Ông nên trung thực một chút. Bài và Đương đã khai nhận toàn bộ. À, đấy là họ. Tôi không quan tâm. Chúng tôi có những số liệu cụ thể. Ông không chối được đâu. Tôi chẳng cần biết số liệu nào cả. Nếu cần, các anh cứ gọi công an về đây. Chẳng cần thì điều ấy cũng sẽ xảy ra thôi. Không trước thì sau, ông không phải sốt ruột. Ông cho gọi mọi người đến đây để làm gì? Dân làng Kình vốn là thế. Họ không để cho các ông muốn làm gì thì làm đâu.
cũng tốt thôi. Tổ công tác chưa định công bố, nhưng nếu muốn, tôi sẽ thực hiện để bà con hiểu. Ông dám à? Chúng tôi yêu cầu người lạ ra khỏi trụ sở Lăng Kinh. Thưa bà con, tôi là tổ trưởng tổ công tác huyện, về thanh tra những sai phạm trong công tác quản lý của thôn Kình Hở. Thanh tra thanh chức gì không biết, mời các ông ra khỏi đây. Bà con muốn biết một sự thật không? Anh không có quyền. Tôi có quyền. Thưa bà con, tôi xin thông báo anh Bài và chị Đương đã ra đầu thú tại công an tỉnh và xin nộp lại toàn bộ số tiền đã tham ô từ việc ăn chênh lệch giá bán đất cho công ty Sơn Phần. Hình như lão Bài bị bắt các bà ạ. Ở gần mà tôi có biết gì đâu, tự nhiên thấy cô ấy nghỉ hàng. Ghê thật đấy, hóa ra nghỉ hàng để chăm chồng cơ đấy. Thảo nào, dạo này bẩn gắt suốt bà ạ. Thế thì bà chấm mút được gì, bảo là bỏ con Đương thôi. Thấy bao nhiêu tiền lắm. Ừ, sao họ ăn trên ngồi chốc thật. Kệ cha cái lão Bài, cơm no bỏ cưỡi nick đậy thế cơ mà. Phải hỏi cho ra nhẽ. Hỏi ai? Thì về ông Khuếnh chứ. Chả nhẽ đi làm lại dám mút mặt, vút dù hùm à. Có phải không bà con? Ai mà biết được ông ấy thế nào đúng không? Chấm mút hay không ai mà biết được. Không khéo là cùng một chuột. Mà thế là dân làng Kình là bị lừa đấy. Lừa rõ à, đây rồi, quái đây rồi, hỏi luôn nhá. Thì gì? Tôi còn phải đang ngỏng tai lên mà nghe đây này. Biết cái gì mà hỏi? Thánh họ. Có lẽ là ông bát biết nhỉ? Chú ơi, nguy rồi ạ. Nguy gì? Mọi người đang tập trung ở chợ. Thì sao? Dạ, mọi người bảo đi tìm chú để hỏi về cái tiền ăn chặn ấy. Tiền nhân nhỉ anh? Đúng không? Các anh cứ chốt chặt ở đây, không cho ai vào. Nhất là đám quân Hoa lão bát ấy. Dạ vâng ạ. Thế bác định đi đâu ạ? Không phải việc của anh. Bài đã về, đang bị dẫn ra đây. Mang nó vào đây. Vào đây. Để trốn mãi được à? Đưa nó vào. Không nói nhiều. Nào, mày nói đi. Mày đã lừa dân làng Kình thế nào? Hả? Em đã khai hết rồi. Không còn gì để giấu đâu bác ạ. Nhận đi cho xong chuyện. Đằng nào thì cũng vào tù. Mày,
Hỗn nào. Anh em, bít miệng nó lại. Dừng lại, dừng lại. Từ từ kìa. Để ta nói. Ông Khuếnh, bây giờ ông còn cãi nữa không? Anh Bài, anh hãy nói đi. Ông Khuếnh có tham gia vào vụ ăn chặn không? À, mày bỏ ra món tiền của tao đi đâu chả? Đấy nhá, cháy nhà mới ra mặt chuột. Để xem nó còn thao túng được bao lâu. Chúng mày đâu? Dạ, đập chết thằng này cho tao. Còn cái bọn cỏ hôi này. Mấy cái chú Việt. Hôm nay ông quyết sống mãi với chúng mày. Anh Tu, dừng lại ngay. Đi về nhà. Theo tôi đi về nhà ngay. Đi. Ông Quỳnh, thế này là thế nào? Ăn chặn cho mà. Gọi cho tôi thằng Khoái về đây. Trường đấy à? Chú Khuếnh, tôi đã từng thề với mình là sẽ không bao giờ bước chân đến nhà chú một lần nào nữa. Tôi biết. Thế nhưng sáng nay, khi thắp hương trên bàn thờ gia tộc, tôi thấy cần phải gặp chú để nói những chuyện mà chỉ có tổ tiên họ Phạm mới được biết. Bác vào nhà đi. Tôi cũng đoán là rồi sẽ có ngày bác Trực phải nói ra. Cái gì? Chú biết tôi muốn nói chuyện gì với chú hay sao? Tôi chả biết gì cả. Bác cứ nói đi. Họ Phạm ở cái làng này đến nay đã là đời thứ 18. Tính bác Trường là đời thứ 16 thì con Dinh là đời thứ 17. Đúng không bác? Phải. Nhưng ở đời thứ 14 đã có một chuyện không bình thường, nhưng các cụ đã dặn không được tiết lộ, phải giữ bí mật. Bí mật quá nhỉ? Rất bí mật. Vì các cụ muốn giữ cho dòng họ Phạm là một dòng họ ổn định và là dòng họ mạnh nhất ở cái làng Kình này. Giấu kín một sự thật thì giữ gìn được dòng họ ổn định hay sao? Chú nói gì? Chú vừa bảo giấu kín cái gì? Bác đừng giả vờ với tôi nữa. Cái điều mà bác tưởng vẫn còn nằm trong bí mật cũng không giấu kín được ba đời đâu. Chú đã biết rồi. Phải. Nó cũng mới chỉ hơn mùa hoa giáp thôi, không xa xôi lắm đâu. Ngày ấy, vào năm mất mùa đói kém, cụ trưởng họ Phạm nhặt được một đứa trẻ sắp chết đói. Cụ trưởng cho đứa bé ngoại tộc này được mang họ Phạm và nghiêm cấm mọi người làm lộ tung tích. Những chuyện ấy làm sao chú biết? Làm sao mà giữ được cái chứ? Người đời vẫn thế, ai chẳng muốn hơn nhau. Nếu có gì để phân rẽ, hạ nhục được người khác là họ dùng hết. Chú Quỳnh, tôi hỏi chú, người họ Phạm tôi đã làm gì? Có phân biệt người chính tộc và người ngoại tộc đâu. Từ đời ông chú, đời bố chú. Có đấy. Người ta không bộc lộ ra mặt, nhưng trong tâm thức thì có. Chính vì những ý nghĩ như thế nên chú đã làm tất cả mọi chuyện để trả thù người họ Phạm, trả thù dân làng Kình này hay sao? Tôi hỏi bác, vì sao đời tôi lại như thế này? Bố tôi, em tôi mất từ ngày còn trẻ. Giờ đến đời tôi, rồi thằng Khoái cháu ruột tôi cũng chẳng ra gì. Việc sống chết là do số mệnh, ai có lỗi trong việc đó đâu. Còn chú, chú đã từng là cán bộ, việc chú vi phạm kỷ luật, lỗi của chú là do chú chứ. Nào phải chỉ có chuyện cán bộ hay thường dân. Bác thử nhìn xem tôi sống như thế nào. Vợ chết, con tâm thần,
đến thằng cháu ruột cũng nửa người nửa ngợm. Có ai dồn chú đến những hoàn cảnh như thế này đâu cơ chứ. Hồi tôi bị kỷ luật, bác và mọi người phê phán tôi cứ tưởng là thật. Sau này tôi mới biết, dòng họ Phạm, dân làng Kình chưa bao giờ coi tôi là người. Chú Khuynh, tôi không ngờ chú lại có những suy nghĩ bệnh hoạn đến như thế. Thật không thể nào hiểu nổi. Thôi, bác trưởng họ Phạm ạ, bác đừng giả vờ giả vịt nữa. Bác cứ vạch tội tôi với tư cách là bí thư chi bộ thôn còn hay hơn đấy. Tôi chịu, không thể hiểu nổi. Bác về đi. Từ bây giờ, bác có thể công bố tất cả sự thật ra, để họ Phạm nhà bác khỏi mang tiếng có một thằng điên như thế này. Bác đi đi. Không ngờ, ở một làng quê bình yên như quê mình lại có thể sinh ra một người như Khuynh. Tôi cũng đã cố nghĩ, nhưng thật không hiểu nổi những việc làm của Khuynh. Tôi thực sự không hiểu nổi. Vậy theo anh thì anh hiểu như thế nào? Đó là một sự thù hận, sự ham muốn tiền bạc, quyền lực. Hận thù vô lý. Khuynh đã được cả một dòng họ lớn kêu mang và giữ gìn bao nhiêu năm nay. Vậy thì tôi lại càng không thể hiểu nổi. Hay đó là ông ta hận vì mất chức dạo nào, đến khi giành lại được thì lại lóa mắt vì quyền và tiền. Tôi chịu. Phải chăng Khuynh là một người bệnh hoạn? Tôi cũng không biết. Nhưng hình như trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải sống chung với những kẻ như vậy. Loại người này luôn có những hành động xấu xa, chúng ta không thể lường trước được. Lưới trời lồng lộng, cao xanh có mắt mà. Sao rồi? Chú tha tội cho cháu. Cháu không thể. Hả? Đến cả mày cũng bỏ tao đi. Đúng là tao hết vận rồi. Làm thêm chuyện đó thì cũng chẳng thay đổi gì được nữa. Cháu xin chú, cháu còn phải để phúc cho thằng Khoái con. Chả lẽ chú muốn đời nó cũng khốn nạn như đời cháu sao ạ? Hiểu rồi. Nghe cho rõ những điều mà chú ruột mày sắp nói với mày đây. Mày có bao giờ nghĩ xem vì sao chú lại làm những việc như thời gian vừa qua không? Dạ, chú vì dân làng Kình ạ. Chả vì cái chó gì hết. Vì mình. Tao muốn chứng tỏ với dân làng Kình, với cái lũ họ Phạm, tao không phải là loại bỏ đi. Thời buổi này,
chỉ có tiền mới nên người, chỉ có tiền mới làm mọi người nể sợ. Nhưng chú bán đất, làm tất cả những việc khác cũng là để cả cái làng Kình này có tiền, chứ không phải một mình chú đâu ạ. Khổ quá. Sao ta lại có thằng cháu ruột ngu ngốc đến thế này cơ chứ? Ông trời quá nghiệt ngã đối với tao. Đến lúc như thế này tao mới hiểu vô nghĩa hết. Tiền tài, quyền lực chẳng là cái gì hết. Chú ơi, chú nói cháu chẳng hiểu cái gì cả. Đấy là cái khốn nạn nhất của đời tao. Mang danh họ Phạm cũng chỉ là vay mượn. Cả cái làng này, cả cái họ này, tao chỉ có mỗi mày là thằng cháu ruột. Rồi đến thằng Khoáng, con đẻ tao, em mày, cả đời điên khùng. Em Khoáng ạ. Chú ơi, cháu tưởng là chết rồi chứ ạ. Vẫn ở trong trại tâm thần ấy. Chú, sao chú không nói cho cháu biết để cháu vào thăm em nó ạ? Thăm hỏi thì ích gì. Rồi mày sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho em nó đấy. Sống ở cái làng này nữa. Vợ con mày phải sống cho ra người, để sau này đời con đời cháu không nhục nhã như bây giờ. Cái nhà này và tất cả số tiền chú dành dụm cả đời, chú để lại cho hai đứa. Cháu sẽ phải có trách nhiệm chăm lo cho thằng Khoáng nữa. Thế còn chú à? Cứ coi như chú đã chết rồi. Thằng Khoáng thì thế, nên họ hàng nhà mình chỉ còn mình cháu. Thôi nhé, chú đi đây. Chào bà. Bác. Chào bác Khuấy.
Chào, chào bác trưởng thôn. Chào các bác. Bác Khuếnh này, bác lo cho làng Kình mình giàu lên bác nhá. Vâng, cảm ơn bà con đã tín nhiệm bầu cho tôi. Cứ ai làm cho nhân dân sung sướng là chúng tôi bầu tuốt. Bà con cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng để dân làng Kình mình ngang bằng với các làng quê khác. Thôi, tôi đi các bà con nhé. Chào bác. Này, làng mình giờ như Tây ông ạ. Bầu cử cũng đi vận động hẳn hoi. Thế mới tài. Phải nói cái ông Khuếnh này cũng tài thật. Thánh họ mua à? Hả? Xin lỗi bao quát nhá. Thằng Khoái hả? Mày lại say rồi phải không? Say đâu mà say. Mọi khi hôm nào cũng chào buổi sáng cả, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không bác ạ. Chưa được tượng nào say đâu mà. Mày cũng liệu mà sống. Cứ rượu trẻ bé bét thế này rồi đời đến khổ đấy con. Bí thư thôn thì là cái chết thì mà nhọc thế. Say rồi đấy hả? Dạ. Các cái của nợ gì về đấy? À, cháu làm một ít về để mừng chú ạ. Uống cho nó mát đấy chú ạ. Vi sinh nguyên chất đấy. Ôi giời, bảy vẽ. Cái thứ này uống vào chỉ nặng bụng, lại thêm đái đường, ích gì. Tính hoa của lúa gạo đây này. À, thế cái việc tôi bảo anh thế nào? Cháu bảo rồi nhưng mà anh Quýt bảo anh đang dở việc. Ăn uống gì chưa? Chưa. Lên đây rót rượu cho các chú nhanh. Vâng. Chắc là có con trâu con bò lạc nào đây. Thằng Quýt này ngày càng làm ăn ghê gớm. Làng Kình này nhất nhì là nó. Anh hùng thì phải tàn chiến cuộc mới biết. Thôi không đợi nữa, làm một khiệp cho nó khí thế. Tôi vẫn còn không mượn nhà anh. Đây anh quét cho. Nổ máy sẵn thì về luôn đi. Buổi sáng đông khách mà chẳng đến mặt, bây giờ còn đến làm gì nữa. Anh biết sáng nay quán mình đông khách, nhưng mà anh có chút việc. Rõ rồi, chẳng biết có chuyện gì hay không. Kiều Dinh, em làm sao thế? Sáng nay anh có chút việc, bây giờ mới gặp mà cứ. Sao không đi luôn đi cho nhẹ thân. Anh đi luôn nhá, chỉ sợ em khóc nhè thôi. Cứ làm như quý hóa lắm ấy. Ai cần. À này, anh xin được việc trên thành phố rồi đấy. Anh xin việc trên thành phố á? Thật không? Thế bao giờ anh đi? Anh mới đùa thôi mà đã sợ rồi. Đúng là nhát như thỏ đế. Phải gió ấy, bỏ cái kiểu đùa ấy đi. Thôi nhá, vào trong nhà đi. Này, con Dinh nó đang bậu với thằng nào đây? Thằng Cuồng với làng Kịch. Nghe đâu hai nhà vừa đàm phán với nhau tháng trước. Thằng này chuẩn bị là chồng sắp cưới đấy. Sao mày ngu thế? Cái gì? Hai gia đình mới đàm phán với nhau sao gọi là chồng được? Hay là ông cò cưa với nó không được nên ông tức chứ gì? Thì đó, ông im cái đít việc cũng lại. Hay. Thằng Bừa này nó bảo là anh em trai làng Kình chúng mình là cái răng bừa đấy. Thật không? Thật. Đúng thế không? Đúng, nó bảo tao nghe thôi mà. Ủa, mày làm cái gì đấy? Có đúng nó nói thế không? Đúng nó bảo mà. Thế thì nó coi trai làng Kình là cái răng bừa. Thì tao coi nó là con trâu. Chén này mừng bác Khuếnh trúng trưởng thôn. Chúc mừng làng Kình đã có minh chủ. Uống đi. Thôn mới chủ gì? Nhiều việc quá đấy.
Nói thật, cái sự chú Bài vừa chúc nó qua rồi. Việc gì đã xong thì phải dứt, để ta còn tính tiếp việc khác. Đúng quá, thế cho nó đỡ lằng nhằng mất thì giờ chú ạ. Đã đành là như vậy, nhưng mọi việc nó phải dành phải rẽ. Một chuyện tày đỉnh như thế, sao lại mất thì giờ được? Chú Bài nói chí phải. Tôi hiểu ý mà. Chú yên tâm đi. Tôi rất cảm ơn chú đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong đợt bầu cử vừa qua. Bác nói thế em ngượng chết. Em thì làm được gì mà ơn với Huệ. Nói thật nhé, tôi với chú ở cái làng Kình này còn lạ gì nhau nữa. Hôm nay tôi tổ chức bữa cơm này cũng chính là để lo cái việc mà chú mắc mớ đấy. Kìa bác, em mắc mớ gì đâu ạ. Không phải là chỉ mình chú, tất cả những người ủng hộ tôi, thậm chí cả cái làng Kình này, tôi cũng đã chủ liệu đâu vào đấy cả rồi. Rồi chú sẽ thấy, tất cả sẽ thay đổi. Hàng về đây rồi. Em xin chào các bác ạ. Em xin lỗi vì sự chậm trễ này. Đây. Giống gì này? Tiết tim tươi, lòng bò nóng hôi hổi đấy. Em mang sang để mừng bác Khuấy ấy. Tốt thôi, thì cứ miễn là không phải tứ hàng từ đêm hôm qua thì ngon phải biết. Vâng đúng rồi, gớm có gọi là khoái phải biết. Em xin nhá. Xong rồi đấy. Mày kéo cái đầu lên. Đúng thế nào? Rồi tao sẽ đãi một bữa bia cỏ ở quán con lừa nó nhá. Gớm có gọi là khoái phải biết. Này, tao lấy búa đánh trống vào lưỡi mày nhá. Thánh họ nhà mày. Tao cho chúng mày uống gọi là tè ra quần thì thôi. Nhanh nhanh lên, tao vào chợ kiếm cái gì tươi tươi. Đây, sắp xong rồi đây. Được. Nhanh nhanh lên. Trời ơi, không hơn cái gì nữa. Các bà ơi, ở kia người ta đang làm gì ấy nhỉ? À, người ta làm chốt bảo vệ thôn đấy mà. Này, lệnh của ông trưởng thôn mới phạm khuếch đấy. Ông ấy muốn lập lại trật tự chợ đông. Trời cho lộc, nên làng Kình mới có chợ đông đấy các bà. Đáng yên đang lành ngăn sông cấm chợ. Các bà ơi, ở đây tai vách mạch rừng, cẩn thận kẻo rồi vạ miệng với nó đấy. Không đùa được với chú cháu nhà ấy đâu. Tôi sợ gì thằng mõ chợ ấy. Bà bảo ai là mõ đấy? Hả? Để rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Dây với thằng này á, thích mõ sẽ được mõ. Thánh họ. Chợ búa gì mà lại ngồi trinh inh cả ra hết thế này à? Hả? Hả? Ngồi đây thì sao? Không được ngồi như thế này nhá. Không có gì nữa nhà anh. Tôi nộp tiền chỗ ngồi rồi. Nộp thuế rồi cũng không được ngồi như thế này nhá. Bà có dẹp đấy không thì bảo. À, mày là cái thá gì mà làm ỏm tỏi lên thế? Tao không dẹp thì sao nào? Là cái thá gì á? Bà nhìn đây này, đã thế tôi tịch thu hết. Này, giả cái chiếu đấy. Làm gì thế, đi ăn cướp chiếu cậu quái, cậu quái. Sao cậu làm vậy? Tôi xếp chỗ cho chị này mà. Thu lệ phí chợ là việc của ông, còn xếp chỗ như thế nào là việc của tôi. Ông hiểu không? Sao lại thế được? Quy định mới, cần thì về thôn mà hỏi. Hôm nay tôi cho qua, từ mai thì cứ liệu liệu. Đấy nhá. Cậu Văn. Dạ. Cậu mang cái này xuống đưa tận tay trong khuếch nghe không? Dạ vâng, em hiểu. Chào bác Bát. Bác đi họp đấy à? Tôi đến gặp anh Chuông. Về việc của làng Kình phải không bác? Anh Bát đây à? Chào tôi anh. Đang đợi anh đây. Anh Phường Bí Thư đang tiếp khách, ta đợi một tí. Nóng quá, bình tình này lại hạn hán mất thôi. Các anh gọi tôi có việc gì vậy? Thì vẫn là chuyện bầu cử dưới thôn thôi. Đúng như lo ngại của chúng ta, khi hiệp thương về nhân sự bầu trưởng thôn cho làng Kình, cái tay Khuếch đã lường trước, nhưng tôi không nghĩ là hắn ta lại quyết liệt đến thế.
kể cũng phức tạp thật. Ông ta dùng mọi cách để thắng cử, kể cả mua chuộc lẫn dọa dẫm. Chuyện bầu bán xong rồi, nhắc lại chẳng giải quyết được gì. Cái chúng tôi lo ngại là những việc làm gần đây của ông ấy. Anh là bí thư thôn, chắc là nắm vững tình hình. Vâng, đã có những biểu hiện lũng đoạn. Khuếch tập hợp một số phần tử thoái hóa, trong đó có trường hợp tay bài bị kỷ luật đảng, tạo dựng phe nhóm. Đương nhiên ông ta phải làm thế. Bước đầu ông ta đã tự đề ra một số quy định. Cái khó là những quy định ấy nằm trong phạm vi quyền hạn của thôn. Chẳng hạn như việc lập barrier với danh nghĩa bảo vệ. Ngay từ bây giờ, các anh phải tỏ ra thật cứng rắn. Nếu không ông ta được đằng chân lân đằng đầu. Tôi sống ở cái làng này từ nhỏ. Không lạ gì tính tình của tay Khuếch này đâu. Hôm nay chúng tôi gặp anh cũng vì những chuyện đó. Anh phải bám sát tình hình dưới ấy. Đảng ủy sẽ phân công cụ thể. Chào các anh. À, anh Phừng đây rồi. Xin lỗi anh Bát nhé. Chúng ta vào việc luôn nhé. Miêu 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 miêu. Biết đến rồi. Kia mới đây. Hôm nay ta sẽ khao chúng mày một chầu thoải mái. Thằng nào có sức cứ thế mà phệt nhé. Thế có tiền hay không mà Huếch thế? Thằng điên này. Này, này. Ui, ui, thằng, ui. Thằng này không nói suông bao giờ nhá. Chơi đây. Này này, mày lấy đâu ra mà lắm thế? Không phải thắc mắc. Bây giờ đổi đời rồi, cứ thoải mái đấy. Mày mà véo vào cái tiền bốt gác ấy, ông Khuếch ông cắt tiết. Ông đừng có mớ vẩn đấy. Đùa. Cái gì? Chú Khuếch đã giao toàn quyền cho tao rồi. Chú mày không phải lo. Uống đi. Uống đi. Uống đi, uống đi. Này, cái lư nó đi đâu mà mày tự tiện thế? Tao này buồn cười nhỉ? Đây là quán của tao, nhá. Tao với con lư là một. Uống đi. Thế thì vô tư đi. Khoái, ra bên đầu hộ đi. Này, hai đứa này nó kết nhau rồi đấy. Nó kết lâu lắm rồi. Này, sao cái lư giàu thế nhỉ? Oai thật đấy. Đừng thắc mắc, tranh thủ uống đi. Thôi, nói như thằng Khoái. Khoái phải biết, tranh thủ uống đi. Được cái đâu hay đến đó. Cấm, cô em lạc về cái xó xỉnh này làm anh tìm mãi mới được đấy. Ừ, đúng. Hai anh đi đâu? Lại lạc đến đây thế này? Đi tìm cô em chứ còn đi đâu nữa. Không có em thành phố mất cả vui. Mất cả vui. Bỏ tôi ra. Anh xem nào. Này, nhà cô em trông cũng tươm đấy chứ nhỉ? Ở đây không như thành phố đâu. Các anh đi về đi. Không thành phố. Nhớ quá. Thành họ chúng mày. Muốn gì? Hả? Mày là thằng nào mà dám động đến chuyện của bọn tao hả? Là chồng đấy. Được chưa? Là chồng đấy. Đúng rồi. Làm sao? Thì ra em đã có chồng rồi đấy. Sao? Làm sao? Sao? Không muốn gì? Hai con lợn kia. Vào đấy. Đi đâu mày ơi. Bảo lắm đấy. Vợ là con lắm ấy. Ngủ với kẻ thăm thằng rồi. Tin sứ chúng mày chứ nhỉ. Thôi thôi anh Khoái. Mày mày để tao. Anh nhỉ em. Mày mày để tao. Em chào anh ạ. Anh ạ, em vẫn chở gỗ cho nhà anh tu mà. Anh thông cảm, em còn mấy chuyến nữa. Không có tu mới tù gì hết. Lệ làng đã như thế rồi. Nôn ra thì qua, không thì cứ đứng đấy. Mày về nhà gọi bác tu ra đây ngay. Họ không cho xe qua nhá. Vâng ạ. Một tu chứ 10 tu thì cũng đến thế thôi. Xe con 10.000, xe tải 20. Thế là rẻ thối ra rồi. Đang dưng ra cái lệ quái quăm. Người làng người nước với nhau bắt chẹt nhau thế hả? Này, liệu liệu cái mồm nhá. Quá mù ra mưa tao gọi bảo vệ gô cổ lại chứ tao không có đùa đâu nhá. Này, đừng có dọa nhau nhá. Có giỏi ra thiên hạ xem. Này, mày cậy tiền của lão tu mày làm loạn cả cái làng này lên à?
tao truyền đời báo danh cho mày biết nhá. Cái thằng đầu bò ấy chỉ là gốc dạ mục ở trong làng này thôi nhá. Mày nói cái gì đấy? Tao tôi mày là cái thằng đầu không khăn đít không khố, làm mõ không xong lấy liều chợ làm nhà, bây giờ cậy thế lao khuếnh làm càn ở đây hả? Ông mà nói cẩn thận nhé, không có tôi đếch nể đâu. Thánh họ, tao nói cho chú cháu mày biết, dây với tao là sờ vào ráy ngựa đấy con ạ. Anh em đâu, xử lý tên phá hoại này. Mày, chú cháu mày kéo bè cái tính thì là kinh, sợ tao đấy sợ. Luật lệ với ai thì luật lệ, với tao thì đừng có đùa. Kìa, có cử đâu, gô cổ nó lại. Kìa, vào đi, vào đi. Tao chấp cả họ chúng mày. Bố mày sống ở bãi vàng, đến bom mình súng đạn bố mày còn chẳng sợ. Tội vạ đâu tao chịu. Bây giờ bố mày lại sợ lũ khố sách bọn mày à? Vào đi. Nào, vào đây. Kìa, vào đi. Kìa. Đi. Thánh họ mày. Đợi đấy, lội nhật trong ngày hôm nay ông sẽ tính đủ với mày. Ái ôi. Đi đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Thánh họ. Thánh họ nó chứ. Mẹ nó có bao nhiêu tiền mà nó tinh tướng thế. Biết tay bố mày. Thôi đi mày, thua keo này tao bày keo khác. Mình oánh nhau với nó mình lại làm sao được nhờ. Ừ, không lại được. Mà chúng mày nữa, hèn như chó. Gì? Lúc ấy không xông vào phang nó một trận thì xoắn hết cả vào. Này, nó đang máu như thế, nhảy vào không phải đầu cũng phải tai. Mà tao nói cho mày biết nhé, thu thuế đường béo nó béo cả làng, chứ anh em mình chấm mút cái gì hả? Tự nhiên rước tội rước nợ vào thân, đúng không? Mày như nó có võ hay sao chứ phải thằng khác á, có mà ra bá với tao. Nó sống chục năm ở bãi vàng, có võ là cái điều đương nhiên. Mình địch thế nào được nó mà. Kể ra cái lão tu này cũng quá đáng. Mấy anh dại chứ phải tôi, tôi chơi ngay. Mình đang làm việc làng, sợ đếch gì nó. Thì thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên lúc nó đánh, tôi cứ để im. Này, thằng đấy á, tuổi gì? Ông ấy chỉ quay khoác lác giả mồm ăn vạ. Muốn sống ở cái làng này thì cấm sợ bất cứ ai. Cô nói đúng. Tôi sẽ ăn thua đủ với nó. Thôi, đầu óc chú rút vào đâu mà bẩn thỉu thế này. Tôi nói cho cả ông biết nhé, tôi còn có được ngày hôm nay là vì không chịu sợ đến nào hết. Đấy, cái thói đời cá lớn nuốt cá bé. Thánh họ nó chứ, lành làm gáo vỡ là môi. Chúng mày theo tao. Đi đâu? Gọi thêm mấy thằng nữa. Chuyển hết cái đống gỗ qua bên kia để cho anh. Ê, thằng gỗ kìa, thằng mòn gỗ. Đẩy lên. Thằng nào vàng kia, giỏi ra đây. Ra đây. Anh cả chưa? Ra đây. Có lợi. Vàng vẫn vẫn thế là gì? Thế là đâu mà bắt ông? Anh em, xông vào trần cho nó một trận ra bá. Đi. Kìa. Vào. Bỏ vạn cho mày đã đến mùi phát rồi đấy. Đánh hả? Nào, tao cũng đang ngứa ngáy chân tay đây. Vào đi. Trời ơi. Chạy đi. Nào, chúng mày vào hết đi. Để tao. Yeah. Vào đi. Vào làm đi. Mấy thằng nhãi nhép này không bận gì với các chú cả. Vào đi. Vào đi. Vào đi. Nào. Khánh ơi. Khánh. Nguy to rồi bác ạ. Cái gì đấy hả? Đánh nhau thằng Khoái ở nhà tu. Khốn nạn, ra bảo nó dừng ngay lại nhanh. Vâng ạ. Chuột, vào đi chứ. Vào chứ mày, hốt mày chứ mày.
Ta chặt phải đi. Lên đi. Đồ anh vỡ đầu tôi rồi, xông vào đi. Đừng lại, cút đi. Ông Quấn, hôm nay tôi sẽ sống máy với cả họ nhau. Cút ngay. Chú, thằng chó này nó chửi chú kia kìa. Cút. Thánh họ cho mày. Anh Tu, anh hãy vào nhà đi. Tôi xin thưa chuyện. Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Các cháu tôi nó trẻ người non dạ, không biết anh Tu là thế nào với cái làng Kình này. Tôi có lời xin lỗi anh. Nào, mời anh vào nhà tôi xin thưa chuyện. Mày ngu lắm. Trần đời, tao không thấy ai ngu như mày. Nhưng mà nó chửi cả họ nhà mình. Thì mày không gây chuyện với nó. Đời nào nó dám làm thế hả? Cháu chỉ giữ xe lại để thu lệ phí thôi chứ có làm gì đâu. Thằng ấy nó cà cháu trước đấy chứ. Sao mày không đánh bỏ mẹ nó ngay ở ngoài điếm gác ấy? Đánh ở ngoài đấy, phần sai là thuộc về nó. Ngu ạ. Cháu muốn thế lắm nhưng mà tại nó có võ. Nhìn lại cái mặt anh xem. Ngu bị ăn đòn là lẽ đương nhiên. Đã kém võ thì phải biết dụng văn. Cái lẽ sống còn mà không biết thì chết là phải. Mà việc gì chú phải xử nhũn với nó? Họ Phạm nhà mình con cháu đông nhất làng, mà chú lại đang là trưởng thôn. Tao phải xử nhũn, phải xuống nước với nó không phải vì sợ, mà là vì mày ngu lắm. Đánh chó khác với đánh gà, hiểu chưa? Cháu chả hiểu cái gì cả. Mày thì làm sao mà hiểu nổi. Ta phải lùi một bước để tiến hai bước, cháu ạ. Hôm nay kể thì cũng tức, nhưng mà xét cho cùng thì lại được việc. Này. Vâng. Mày phải xin lỗi thằng Tu. Dạ vâng ạ. Hả? Cái gì ạ? Cháu chịu thôi. Ô hay, nó cho cả cái côn vào đầu mà không vỡ ra được điều gì thì tôi chịu anh thật. Cháu có chết cháu cũng không chịu đâu. Này, tôi hỏi anh, anh có nghe lời tôi không? Cháu mà điên lên á, cháu hóa vàng cả nhà nó. Chứ đời nào cháu lại chịu nhục như thế. À, tôi thích cái dũng khí của anh. Nhưng khốn nỗi, cái đầu của anh nó đặc quá. Anh phải nghe tôi. Hiểu chưa? À, nhẹ nhẹ thôi, đau thế. Thánh họ thằng Tu. Chửi vừa thôi, ông bị nó đánh cho cũng đáng đời. Tôi làm gì đó? Chính đó mào đầu ra chuyện đánh nhau đấy chứ. Bột trên tòa thì gan nó mổ được mắt. Ông Khuấy mà không biết làng chặn ngõ thì đời nào có chuyện. Tôi cũng chỉ là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Mà chính mình kích bác tôi đến nhà nó còn gì. Chú cháu nhà anh chỉ được anh Hùng Dơm, cho nên mới ra cái nông nỗi này. Kêu dền cũng chỉ tổ thêm hèn. Cười cái đầu lũ chúng mày ấy. Mà cũng chỉ tại lũ chúng mày lúc ấy cứ lơ ngà lơ ngơ. Tao nói mày nghe, cứ củ đậu mà tương thẳng vào nhà nó, xem nó có còn răng húp cháo không. Không cười mới là lạ. Nhìn mặt mày bây giờ không khác gì cái mặt thằng Ba Bị. Mà cũng đúng thôi, đỏ tinh thì phải đen bạc. Mà như thế đã hết đâu. Mà quả này mới là đau đây này. Quả nào? Quả nào? Rồi. Quả nào? Ông Khuấy cũng bắt tao phải sang xin lỗi thằng Tu. Nhưng mà tại sao ông phải hèn như thế? Chính mồm mày vừa nói ra đấy nhá. Tao tức nổ ruột ra mà còn không dám hé mồm. Đến tai ông ấy thì đừng có trách nhá. Cơ mà thì tao thấy lạ. Lẽ ra đã đánh là phải đánh cho tẹt mỏ. Mà vô lý thế mày cũng chịu à? Tổ sư thế mới hãm. Cưỡng làm sao được ông ấy? Mày cưỡng đi. Mà cưỡng thế nào được nhỉ? Càng nghĩ càng nhục. May mà ông còn thương tình. Cho tao ít tiền thế này. Tiền á? Đâu sao nào?
Thế thì cũng coi như là bù đắp rồi còn gì nữa. Này, tao mày lên phố huyện làm một tí bảo tồn. Không được. Tiền này không dùng vào việc đấy được. Tiền này tao còn phải bồi dưỡng thuốc thang. Này, tao nghĩ một cách làm cho mày đỡ nhục. Xin lỗi thằng Tu thì vẫn cứ xin lỗi, nhưng đảm bảo nó cay hơn ớt. Cách gì? Nói luôn đi. Việc này thì cũng hơi rắc rối, nhưng bây giờ cứ phải đi bú một chầu đã, để tao còn dưỡng khí, tĩnh tâm thì tao mới nghĩ được hết cách. Thế nữa? Được, đi thì đi, tao sợ gì mày. Nào, nói đây. À này, tao dặn trước nhá. Sao? Mày mà mưu hèn kế bẩn mà không được việc ấy, hôm nay mày giả tiền đấy. Yên tâm. Được. Quá được. Hôm nay tao sẽ tiêu hết số tiền này. Rui. Đại thể công việc chỉ có thế. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, là làm đâu biết đấy. Dạ thưa chú, bây giờ có khác gì cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Cùng đường lắm cháu mới phải về làng Kinh này. Làm việc với tôi không như làm việc với những người khác. Tôi coi trọng việc lớn chứ không tẹp nhẹp chuyện nhỏ. Dạ cháu biết, chú là người đại lượng ạ. Cô nhập lại hộ khẩu đi, tôi sẽ bổ sung đất cho cô ngay lập tức. Cháu đợi ơn chú ạ. Làm được gì cháu sẽ hết sức cố gắng ạ. Thế là tạm ổn. Tôi đã lo xong cơ cấu thôn. Chú Bài biết chút ít về chữ nghĩa, chú lo cho tôi khâu tuyên truyền. Còn cô Đương lo khâu kinh tế. Bác quyết thế chúng em xin vâng. Lẽ ra phải có cả phó thôn nữa, nhưng thôi, việc này không quan trọng. Với quy định hành chính có thể du di được. Tôi sẽ báo cáo ngay để xã duyệt chính thức. Tôi nói lại, ai vào việc đấy ngay từ bây giờ. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Bác Khuấy ơi, cháu nhờ bác tí việc ạ. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, lão cần người lắm. Nhưng tôi cứ thấy sợ sợ. Sợ đấy chị. Không hiểu sao tôi cứ thấy sợ lão Khuấy thế nào ấy. Này, mà ban nãy tôi có cảm giác như ở đây có... Có gì? Không. Đây. Bây giờ mày ngồi đây nhé. Thánh hỏi mày, bố đến đây không phải để gây chiến đâu nhé. Đứa nào chơi chọc chó nhà ông đấy? Dạ em Khoái đấy ạ. Mày muốn gì? Em muốn... Tao không dây dưa gì với mày sất, hiểu không? Ấy, anh đừng thế. Hôm nay em đến là để muốn anh em mình hiểu nhau. Cái chuyện vừa rồi ấy mà. Mày tưởng tao không hiểu mày à? Nhầm rồi. Em đã không phải với anh. Em xin lỗi. Mày nói nghe cũng khoái nhĩ nhỉ. Nhưng mà giống hệt giọng ông chú mày. Mày nói ngay, có phải lão ấy xui mày đến đây phải không? Anh quá đáng bỏ mẹ. Nhìn thủ em đây này, ái ôi, con còn đau như điện giật.
ai xui được em? Người ta đã biết điều thì mình cũng phải thế nào chứ đi. Mày tự chuốc vạ còn kêu ca gì? Thôi được, giờ tao bận, hôm khác tao sẽ tiếp mày. Ấy, khoan đã. Cái gì? Cái chuyện vừa rồi coi như xí xóa nhá. Cái đó còn tùy thuộc sự cư xử của chúng mày. Ấy, thôi mà anh Tu, em đã nhũn như con chi chi rồi. Em nói anh biết ở cái làng Kình thì em chưa phải xuống nước với thằng chó nào đâu. Mày vừa chửi tao đấy hả thằng khốn? Em xin lỗi, em nói nhiều. Rõ ràng mày vừa chửi tao là đồ chó. Anh còn lạ gì nữa, cái miệng em nó thế. Từ xưa tới nay nó gây cho em không biết bao nhiêu tai họa. Đây này, thánh họ thằng mõ. Này, ta không phải là loại khú đỉnh chấp vặt. Dạ. Xong là xong. Dạ. Nhưng nếu chúng mày còn chấp vặt tao nữa thì đừng có đùa nhá. Vâng. Bây giờ cút. Ui dồi. Mày nhá. Thánh họ này. Tới luôn. Mấy cái bà này nói mãi nữa. Vào trong chợ mà ngồi. Đây ô tô nữa. Khổ quá, ô tô nó còn đi ra đi vào. Này ông ơi. Ừ? Thế đích nào mà lại hụt bớt hai cái xe con là thế nào nhỉ? Ôi giời, sổ sách lằng nhà lằng nhằng. Đền ốm. Xóa bớt. Còn lại bố. Như thế khác nào sờ rái ngựa. Đền thì đền. Đền. Như thế cũng mà đen như mực. Tại ông ngốc cho lắm rồi mà như thế này. Mày bảo tao biển lận à? Tao có nói thế đâu. Mà mày xem có cách gì không? Từ hôm nọ đến giờ đã không được đồng tiền công nào. Toàn lẹ vào tiền nhà. Mày mà có tiền nhà tao có mà đi bằng bốn chân. Khỏi lo đi, tao có cách rồi. Đến lân xe mới mà mình không vào sổ nữa là xong. Bác Khuấy mà biết con mà đi ăn cắp. Chú tao công to việc nhớn, dỗi hơi để ý đến cái điếm sách nhỉ. Cứ yên tâm đi, tao chịu trách nhiệm cho. Thôi, khỏi xuống, qua luôn đây. Đó. Này, về bảo với bác Tu ấy, từ giày xe gỗ nhà bác đi qua, miễn phí. Rồi, cảm ơn anh. Này, nhớ nói đấy nhá. Ui quá nhỉ. Bác, gớm giật mình thế này hao thần kinh lắm. Tao còn giật mình hơn mày đấy. Nhìn đi. Bọn mày không bằng cả giống chó nữa. Bác nói cái gì đấy? Thằng nào đánh bả chết chó nhà tao, mày chứ còn ai? Bác quá đáng lắm. Em nhịn bác như nhịn cơm sống rồi đấy. Mồm mày cứ leo lẻo. Dạ tối qua mày giả vờ đến xin lỗi. Thảo nào mà bác nghi cho em thánh họ. Bây giờ em nói với bác thế này nhá. Em mà định đánh bả chó nhà bác ấy, thì việc chó gì em phải xuất hiện trước mặt bác. Để bây giờ bác đổ vạ cho em. Có hả không ạ? Đấy. Con gu thì cũng chẳng thằng nào ngu như thế. Đích thị là có thằng nào định đục nước béo cò. Em đã thật lòng mà bác chẳng chịu tin. Đã thì em thề độc nhá. Thằng khoái này mà đánh bả chó nhà bác nhá, thì con chó chết độc máu. Bác chưa tin thì lại để em thề tiếp. Em mà làm việc đó thì xe gỗ nhà bác chẹt con chó chết tươi đứa đừ, chết không quỵt ngã, chết. Thôi, tao nhầm. Mà mày xỏ lá vừa vừa thôi.
Mày rủa xe nhà tao tai nạn để có mặt sát nghiệp à? Ấy không, ý em nói thôi. Là... vâng. Đấy, bác cứ phải công minh như thế thì em tâm phục khẩu phục chứ. Tiền sư thế nào, bà que sổ lá thế không? Đúng mình. Rồi. Ông mà tóm được, ông không nghiền nó thành mạch cưa thì ông không làm người. Ấy bác. Của bác ấy. Đây. Bác về nhá.